núi trà sư tiếp nối theo chuyện trị bệnh cho đức thầy sau đó người nhà đưa đức thầy đến ông ba nhật ngụ tại núi trà sư để tiếp tục trị bệnh ông này người đời thường gọi với đạo hiệu là ông đạo som tu luyện đạo bằng pháp thuật và bùa ngải cũng là người nổi tiếng trong vùng thất sơn khi trị bệnh tà ma thì ông thường hay dùng cây som làm binh khí hình thức giống như cây gươm nhưng nhỏ hơn không phải gỗ hay kim loại mà bằng sừng của con trâu, những bệnh nhân thường hễ khi thấy vũ khí này đều quỳ lạy xin ông tha cho là tự nhiên khỏi bệnh. Khi gặp đức thầy, ông cũng làm như thế. Ông bị thầy dùng tay điểm mặt mà nói rằng: "Tôi không phải đau bệnh tà ma chi mà ông xông tôi." Ông Đào Ba Nhật dừng lại, đem cất hai cây xông vào trong, rồi trở ra nói với đức ông: "Ông cả ơi, tôi ở vùng bảy núi này trị bệnh đã hơn mười mấy năm rồi." Chưa có bệnh nhân nào dám điểm mặt tôi. Hôm nay, con ông điểm mặt tôi. Như vậy cái gốc hành bệnh này lớn lắm. Ông dắt về đi. Chừng tôi truy căn gốc thì tôi mới làm đặng. Trên đường về, đi được một lúc, Đức Thầy cho mọi người biết là tại vùng bảy núi này, chỉ có ông Ba Nhật là người linh giỏi hơn các người khác. Sau đó theo lời hẹn, Đức Ông đưa Thầy đến lần thứ hai, để ông Ba Nhật chữa. Đến nơi thì được biết ông Ba Nhật chưa tìm ra căn gốc của bệnh, nhưng vì đường xa và với lời yêu cầu khẩn thiết của đức ông nên ông Ba Nhật cố gắng chữa trị. Nhờ vào lòng thành tâm này mà ông Ba Nhật biết được nguyên nhân phát sinh căn bệnh và đức thầy không như những thường nhân khác bởi không rõ nguồn cội nên ông Ba lập đàn triệu thỉnh chư vị sơn thần năm non bảy núi giúp ông để chữa bệnh cho thầy. Ông Thành Tâm cầu khẩn nên được bốn vị hiện về với thân hình cao lớn đầu đội mão, trang phục màu sắc sặc sỡ, từ ngoài đi vào. Ông Ba Nhật thật hết sức hoan hỷ cho lời cầu khẩn linh ứng của mình, mà chư vị hiện đến tiếp tay với ông để chữa bệnh. Nhưng khi bốn chư vị tiến tới bộ vạc mà Đức Thầy đang nằm, thì chia nhau mỗi ông một góc giường, tay khoanh tròn, đầu cúi mọp sát đất để đánh lễ Thầy. Xong đầu đó, bốn ông khoanh tay nghiêm chỉnh đứng hầu Đức Thầy, chớ không dám nhúc nhích. Được chứng kiến cảnh đó, Ông bà Nhật hoảng kinh, nói không ra lời, lấy tay khoát khoát năm ba lần mới nói được. Ông cả ơi, ông hãy đưa con ông về, chừng nào con ông làm thầy thế gian này thì sẽ hết bệnh, chớ còn tôi không dám chữa trị chi nữa đâu. Đến khi Đức Thầy mở đạo, thì ông Ba Nhật đến quy y với Ngài. Sau đó, Đức Thầy có trở lại nơi của ông Ba Nhật ở. Thầy dùng nước sơn đề trước cửa điện ba chữ, Huỳnh Long Điện. Rồi ngài bước vào trong, hỏi mượn bộ vạc tịnh của ông Đạo Ba. Ngài ngồi thiền nơi đó suốt 64 ngày. Mẫu chuyện trên được ghi lại trong băng nhựa, theo lời thuật của ông Nam Chơn.